Thì tôi cũng xin đóng góp một chút về cái phần đến là đó là hiếm muộn ở trong hệ thống của bản thân tôi. Thì F2 của tôi cũng có con gái, cưới nhau 5 năm rưỡi rồi không có con, cũng cũng đi cấy mấy lần rồi này, cũng đi cũng cưới này rồi này, xong rồi cũng đi lễ này, đi xem các kiểu không có. Thế về sau mà khi chị hợp tác với lại Sri thì chị mới lại lấy sản phẩm về để cho con dùng. Thì lúc đầu con cứ bảo mẹ rằng là mẹ cứ toàn là vớ vẩn, nghe các cái sản phẩm linh tinh ở đâu ấy, mới lại bây giờ ra bệnh viện người ta mắt nhìn thấy, tay sờ còn không ăn ai, mẹ mẹ cứ lấy cái sản phẩm linh tinh cho con uống. Thế về sau khi mà hôm đó là ngày hôm ngày đấy là tôi mới vào, thì hôm là thủ lĩnh ban quốc gia của chúng ta chia sẻ về kết quả sản phẩm và cũng tư vấn cho về các cái dòng thanh lọc, thì cũng như là Hoàng Lan Anh vừa đã chia sẻ với chúng ta đó, thì phải dọn dẹp sạch cái ao tù cái cơ thể của chúng ta đi đã đúng không. Thế là sau khi đến lúc mà bà mẹ đó mới lấy sản phẩm về cho con gái dùng thì rất là tuyệt vời, nó là dùng hết 4 tháng sang tháng thứ 5, có nghĩa là có bầu lúc nào không biết. Thế sang đến tháng thứ 5 thì mới lại thấy cứ ngồi ì ạch, thế là con gái mới lại đi đi để kiểm tra, thì cũng lại thử lại hai có hai vạch và đi siêu âm cũng đã được mấy tuần rồi, được lúc tôi không nhớ chính xác lắm nhưng lúc đó là được 4 hay 5 tuần rồi đó. Đấy, thì sau sau 4 tháng sử dụng sản phẩm thì cái đến tháng thứ 5 thì bạn ấy đi đi bạn ấy kiểm tra thì bạn ấy đã có, tôi không nhớ chính xác lắm nó là 4 tuần hay 5 tuần. Đấy là cái F2 của tôi, là con gái của chị. Và bây giờ chị bà bạn ấy đã sinh được một cháu gái rất là xinh luôn. Thế và cũng có một trường hợp, cái trường hợp này của cháu cháu ruột tôi luôn, nhưng tôi không không khẳng định 100% là cái vấn đề đó là tôi lo có hỗ trợ được 100% không. Nhưng như này tôi chia sẻ đó là cháu tôi cũng cưới được kém 2 tháng nữa là tròn 5 năm. Và cũng đi cấy 3 lần rồi không có được, rồi thì ghép phôi thai cũng không được, và sau khi cũng cưới lại rồi cũng đi lễ các kiểu các nơi khắp cả rồi cũng không có. Thế về sau hôm đấy thì hai thằng cháu ngồi với tâm sự, thì tâm sự thì cháu mới bảo rằng là cũng nghĩa là nhà cháu yếu ấy, và như thế này có nghĩa là khi mà quan hệ nó không không được mạnh bình thường như những người khác, thì đấy là cháu nói như vậy. Thế xong về sau mà khi tôi mới bảo là thế thì cái quá trình đó thì cháu nên dùng các cái dòng sản phẩm nam giới bên này, nam giới nữ giới cũng có. Thì bây giờ mình đang khó khăn thì có bệnh thì vái tứ phương, cháu cứ thử trải nghiệm xem sao. Thì tôi lấy hai liệu trình mà rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản thôi, vợ dùng có mỗi hai cho năm 1 tháng. Thế với lại chồng thì dùng kẽm thanh lọc Folla 4 với lại canxi magie. Thì tôi cho dùng như vậy thì rất là tuyệt vời, tôi lấy được có 2 lần thôi. Thì lấy 2 lần xong về sau tôi mình cũng nhẵng quên đi, tôi cũng không hỏi là cháu đã hết sản phẩm chưa. Thì khoảng chừng tầm độ 2 tháng sau nữa thì cháu mới khoe tôi rằng là thì mơi cháu có hai vạch rồi. Cái lúc ý là tầm đúng hơn 10 giờ thì cháu mới khoe gửi cho tôi cái tin nhắn là thím ơi cháu có hai vạch rồi. Thế xong bảo ồ chúc mừng, có nghĩa là lúc ấy mình sướng ơi là sướng ấy, bảo ôi tuyệt vời chúc mừng cháu. Thế thì bạn ấy bảo vâng cháu cảm ơn thím. Thì đúng là cái câu chuyện đó thì tôi không 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 biết được là chính xác nó là cái sản phẩm của tôi hỗ trợ, tại vì tôi lấy có 2 lần đó. Thế thì để mà cái sản phẩm ấy thì bản thân tôi là người chính thức là tôi đã chứng kiến, và hai người như bạn bạn kia là con gái của chị F2 của tôi ấy, là chính xác 100% rồi, lấy sản phẩm đúng đủ đều cho con uống, và hết 1 tháng là bạn ấy đã có lấy tiếp sản phẩm khác. Thế và cháu của tôi thì tôi lấy cho 2 lần lấy, nhưng mà bạn ấy dùng chắc phải tầm độ hơn 3 tháng mới hết, cũng không được đầy đủ lắm. Thế nhưng mà cũng đã cái kết quả vô cùng tuyệt vời rồi, và hiện nay thì cháu cũng đã sinh được một bé trai được hơn 1 tháng, gần 2 tháng rồi, cũng rất là kháu khỉnh, rất là ngoan luôn. Và gần đây nhất ý, là bạn ấy sinh xong bạn ấy mổ, bạn ấy sinh là bạn ấy mổ. Thế và bạn ấy lấy rất nhiều thuốc ở bệnh viện họ kê cho, thì tôi bảo rằng là uống thuốc này uống thuốc tây thì cháu sẽ dẫn rất dễ đến bị mất sữa. Thế nhưng mà vẫn bắt buộc, bởi vì là sợ cái vết thương đó nó không được lành, thì cháu cứ uống, nhưng cháu uống thêm cái dòng sản phẩm series này vào, uống Mama Box này, Folla 4 này và in mono để nó tăng cường cái sức đề kháng lên. Cái thời tiết cái đợt này nó rất là cần thiết và đặc biệt nhất cho bà mẹ sau sinh. Thế và sau khi bạn ấy dùng 3 cái sản phẩm đó, thế thì bạn ấy nhắn tin cho tôi là thím ơi từ hôm cháu dùng cái của thím ấy cháu thấy về sữa nó nhiều hơn và nó đặc hơn thím ạ. À. Thì hôm nào cháu hết thím lại lấy cho cháu nhé.